Rồi, hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay em Huy Xe lại mang đến cho anh em một con hàng MT15. Xuất hiện rất là nhiều trên kênh của em rồi, không có gì xa lạ nữa rồi. Con này thì của Yamaha nhé. Nó là 155cc, mẫu này là mẫu đang bán chạy nhất ở bên cửa hàng em luôn. Nay em về được một xe 2000 cây. Đó, màu đen cũng khá là hợp với nhiều anh em. Màu đen thì rất là hợp với anh em. Màu xanh thì nhiều khi anh em nào phong thủy tí thì chọn màu xanh, thường thường là sẽ chọn màu đen ha. Bữa nay màu đen bên em còn rất là nhiều, tha hồ cho anh em lựa luôn. Quần áo thì bọc keo nhé. Đó, bọc keo kín xe rồi, hai chìa hai kiếng đủ hết cho anh em mình. Ôi đồ như là 2007 đó, nhớ không nhầm. Đó, ấn ngay là nổ liền. Xe thì zin hết rồi, không có độ đéo gì anh em ạ. Chỉ có mỗi bọc keo thôi cho nó mới. À đây rồi, còn cái mão này, này. Đó, ngoài ra là nguyên zin cho anh em. Đầy đủ phụ kiện hết nhá. Đi 2000 cây anh em biết rồi, chất xe rất là đẹp nhá. Dầm máy lốc biết là ok, bao sạch cho anh em, cổ vô các thứ. Bánh sau, cốt trước sau chưa mở luôn. Đó. Dàn áo thì 99% rồi, không nói tại vì nó bọc keo bóc ra là bao đẹp cho anh em luôn. Lốc liếc đây. Không có đâm đục té ngã gì hết nhá. À, đây, bánh sau này chưa mở luôn. Xe này thì biển 60F3 Biên Hòa Đồng Nai nhá, chính chủ bao công chứng cho anh em, nó hỗ trợ anh em giúp sơ gốc về sang tên luôn, anh em muốn cỡ nào cũng được ha. Xe này thì mình để anh em với giá là 57.500.000, đi 2000 cây siêu lướt. Thì số điện thoại của mình là 0974847553. Địa chỉ cửa hàng 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nhé. Số điện thoại và địa chỉ mình luôn luôn để dưới phần mô tả và bình luận nhé. Anh em nào mà cần chỉ cứ kéo xuống là sẽ thấy ha. Đó, đây là showroom bên mình ha. Anh em có nhu cầu mua bán hay thắc mắc gì Zalo qua mình tư vấn ha. Cảm ơn anh em đã coi được cuốn clip. Hẹn anh em clip sau ha. Lại xem là mới quay cho anh em tham khảo.